Thì cũng có à, chưa đi học thì em thì chuyên gia là để ý mấy bạn lớp phó học tập. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo, Đi trong tiêu lòng. chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó, đúng không cưng? Dạ, y chang vậy đó. Tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không, chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi. Em đoán thì chắc đây cũng là một bạn gái xinh xắn và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đảm đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Có chút mạnh mẽ cá tính ở trong đó nè Nhưng chị mà em ơi. có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là bốn mối tình rồi không? Có một chút chút cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện này bạn mới kể. Có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy, em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu không có giống gu em đúng không? Dạ, Em với là một thích good girl. Nhưng bạn này bạn có thích bad boy không? em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được, nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà vì cái gu của bạn là như thế nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ở ăn mặc sao, mặt mũi phải như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi nhưng mà những lúc mà em mà giận nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe làm cho họ sẽ buồn. Em muốn bạn nam phải cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em Dạ. đó, cao nhiều khi gấp đôi em á. Và ăn mặc lịch sự là được. Bên đây lịch sự, ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn đó. Em cao mét nhiêu à? Dạ, 1m75 ạ. Đó, 1m75, gấp đôi bạn này đúng rồi. rồi. Em Chưa? tốt Dạ. rồi, bây giờ thì để anh xem mình đàn gái ra Dạ. sao nha. Anh nhờ anh Quý Linh ạ. Ủa trời. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. À, nào, cưng, giới thiệu về mình đi. À, em chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À, em tên là Phạm Thị Trà My, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobalai Decor ở Hóc Môn ạ. Rồi, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, Chào chào em. và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Hoàng Viễn, 24 tuổi, hiện đang là giám sát của công ty Nestle Việt Nam. Trời ơi, trẻ Bên măng kia trẻ mắng giám à. đốc, bên đây giám sát, ngồi kế là giám Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? À, nói về điểm mạnh của em thì em có thể nấu ăn, hát, đàn piano và đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ. Còn điểm chưa Còn mạnh. điểm chưa mạnh thì em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao, nhưng mà em đi với bạn bạn thân của em thì em hay nói một số những cái từ không tốt đấy ạ, thì em cũng cố gắng em sửa, và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó. Còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng Thì lâu lâu hay bị phọt ra, đúng không? đúng rồi. Và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng ạ, dễ mất lòng người khác lắm, giống như em thấy sao thì em nói vậy. Rồi, mời em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì ở nhà thì em biết làm hết việc nhà, biết nấu ăn. Ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa. Rồi trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh. Bạn có tài Còn lẻ gì không? dạ, tới cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình, biết quay phim, biết dựng phim, biết sửa ảnh. Cũng giỏi. Ngoài ra là em cũng có mấy cái kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết. Em có Rồi. tật xấu gì không trai? Tật xấu thì bạn nữ bên nãy có nói tật xấu của bạn, thì thực ra thì em cũng vậy thôi. Giống giống phải không? Dạ. Tuổi trẻ mà. Bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết, nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em có cái tính xưa giờ bản thân em cũng không thích cái tính này của em, đó là nếu như một cái chuyện nó không quan trọng đó, là em cứ để đó, thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi đó, chứ mà tới Giống như anh thôi, nhưng mà chân. sau này phải khắc phục nha. Cái đó sau này đôi Dạ. khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm, nhiều khi cứ chờ nước tới chân nước nó ào cái là Dạ không lo được gì luôn. em lãnh hậu quả nhiều rồi. Rồi, đàn gái cho chúng tôi biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ vâng ạ. Em thì em trải qua 4 mối tình rồi ạ. Mối tình gần nhất ở đây Được hơn 1 năm, bạn ấy nhỏ hơn em 3 tuổi. Và hút thuốc,
xăm mình, nhậu nhẹt, tức là tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen. Nhưng mà em cũng thử cố gắng, hai đứa cũng hơn được một năm, nhưng mà do rào cản là bạn tự cảm thấy là em thì như vậy, còn bạn thì công nghề nghiệp chưa ổn định ấy ạ, nên là bạn chủ động chia tay, bạn rút lui. Vâng ạ. Em trai có mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Đó, vậy mà ai tin chưa có người yêu không? Không có mối tình nào không? Có đơn phương không? Dạ đơn phương thì cũng có. Chưa đi học thì em thì chuyên gia là để ý mấy bạn lớp phó học tập. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo. Đi trong lòng. Tiêu chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó. Đúng không cưng? Dạ, y chang vậy đó. Tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không. Chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi. Em đoán thì chắc đây cũng là một bạn gái xinh xắn. Và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đảm đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Có chút mạnh mẽ, cá tính ở trong đó. Nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là bốn mối tình rồi không? Có một chút chút, cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà này bạn mới kể. Có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy, em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu không có giống gu em đúng không? Dạ, em là một... thích good girl, nhưng bạn này bạn có thích bad boy không? Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà cái gu của bạn là như thế nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ăn mặc sao, mặt mũi phải như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi, nhưng mà những lúc mà em mà giận nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe làm cho họ sẽ buồn. Em muốn bạn nam phải cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em. Dạ. Đó, kêu nhiều khi gấp đôi em á. Và ăn mặc lịch sự là được. Bên đây lịch sự, ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn. À. Em cao mét nhiêu ạ? À? Dạ mét 75 ạ. Đó, mét 75 gấp đôi bạn này rồi. Đúng rồi. Em Hoàng... tốt. Dạ. Rồi, bây giờ thì để anh xem bên đàn gái. Dạ. Làm sao nha. Anh chào anh Quý Linh ạ. Ôi trời ơi, dễ thương quá trời. Dạ, em cảm ơn. Người này cũng gu thẩm mỹ tốt. Người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn. Hai đứa hợp ha. Hợp đó. Rồi, hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp em là sếp của em ạ. À. Hai, xin chào. Anh Quyền Linh và chị Cát Lâu, chị Hồng Vân ạ. À. Chào bạn trai và gia đình bên bạn trai. Thì em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của mình. Thì nếu mà được thì tìm hiểu. Nói chung là trai tài gái sắc. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với lại anh họ em, với lại bạn của em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào chị anh Quyền Linh. Chào nhìn bạn mình. Và chào mọi người ở đây. Theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó. 80% là hơn. 80%? Đúng rồi. Tại vì bản thân thì em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi, là nó hơi ham chơi chút xíu thôi. Thì cũng hy vọng là em có thể chấp nhận nó. Còn Viễn nè, thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương. Nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh, tốt, cũng khá giống em. Cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Gian này là của hai đứa đó. Em chào anh ạ. Chào em. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ. Em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm ạ. Em cảm ơn. Mở ra mình mở quà luôn. Cái này là gì vậy? Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum dòm đó. Nên là em hy vọng là của album này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi, thể hiện anh thấy đây máy chụp hình này là gì? Dạ, cũng... thì em muốn lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Dạ. Wow, đó, lưu lại khoảnh khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng, để tôi né qua một bên. Ngược lại, ngược lại. Ok. Như chuyên nghiệp luôn ha. Giống studio. Rồi, một bộ. Dạ rồi.
Ok. Nhớ gửi hình cho anh nha. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền. Em xin gửi tặng anh Quyền Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác ạ. Wow. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm, và dù người ra đi chẳng hy vọng, anh này đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu và để lệ hên cay bờ mi rồi, lục lại tìm anh yêu dần nơi nào, anh này chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quen. Hay quá. Cái bài này rất là hay, dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát. Còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết. Và trời ơi, lại một mình em dưới mưa rồi, nhớ về anh thôi, đừng. Em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Gì Ơi của Trách nha. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, bước lòng tha hương, ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Ồ. Quá. Trời ơi. Rồi. Nghe ta hát thôi là bấm nút rồi, không cần phải hỏi han gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó, rụng nụ luôn. Thôi, bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự, thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa, khi mà nói chuyện nhiều hơn, thì anh nghĩ là với cái năng lực, khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm rồi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Thôi mình hẹn hò sao các bạn? Ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á? Những lúc em tức lên là em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á, thì anh có chịu được không? Lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. Anh là một cái người mà lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn, mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi. Mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược, nhưng mà sau đấy em sẽ tự chủ động xin lỗi cũng được. Nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nên là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Rồi, thôi. Còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. 3 2 1 Chúc mừng. Các bạn nắm tay nhau. Bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Hãy giúp đỡ em ấy trong tình yêu, bởi vì chưa yêu lần nào. Một người 4 mối, một người có 5 mối thôi. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên, chưa hôn nụ hôn nào nhé. Bây giờ em đáng lý phải là cái người mà dẫn dắt về tình trường em hơn ta, đúng không? Cho nên bây giờ em phải là người mà gọi là
làm cái điều đó trước rồi sau đó ta làm lại. Bây giờ cao quá. Cao thì kiếm thôi. Không xuống, không sát. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Đó. Rồi đó, em làm lại đi. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, chào anh chị. Rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Chào bạn gái đi trước.